thì các bạn thấy là nó khá là đơn giản. Bài số 1 thì nó có cái hình sẵn hết trơn rồi. Ở đây là thật ra trong các cái bài trước thì thầy đã cho các bạn làm rồi, nhưng mà trong bài này thì mình bắt đầu mình tổng hợp lại thôi. Thầy muốn các bạn quản lý một cái hình tổng quan, và trong đó các bạn có một cái lớp trừu tượng là cái lớp hình. Và đơn giản trong đây nó có hai phương thức tính diện tích và chu vi thôi các bạn. Và trong cái lớp hình này, phương thức tính diện tích và chu vi là trừu tượng các bạn. Thì rõ ràng nói tới hình không thì đâu có ai biết tính diện tích chu vi bằng cách nào các bạn. Do đó đó là hai cái phương thức trừu tượng. Và khi đó ở các cái lớp con này bắt đầu nó sẽ ghi đè các cái phương thức trừu tượng này để nó chỉ định cái cách thức thực thi cụ thể của hai cái phương thức trừu tượng đó. Như vậy là với cái bài này các bạn có một cái hình dạng, cái sơ đồ rất là rõ ràng. Do đó các bạn cứ cài theo cái sơ đồ này là ok rồi. Nhưng mà các bạn phải nắm cái ý nghĩa tại sao người ta lại thiết kế cái lớp hình là trừu tượng, tại sao người ta chọn cái lớp diện tích và chu vi là trừu tượng. Bởi vì nó là chưa có cách giải quyết các bạn, nó phải để trừu tượng và nó giao cho cái lớp con cụ thể của nó. Ví dụ như hình chữ nhật thì nói tới hình chữ nhật thì người ta mới biết tính diện tích thế nào, tính chu vi thế nào, thì lúc đó người ta mới giải quyết được nha. Như vậy là cái lớp hình này nó đóng vai trò là nó chứa những cái thông tin chung mà các thằng con nó phải giải quyết. Và ở đây người ta yêu cầu các bạn phải ghi đè một cái phương thức toString để mà xuất ra cái chuỗi này. Thì nhớ thầy nhắc lại, toString là một cái phương thức của lớp object nha. Và mục tiêu của toString là gì các bạn? Nó trả về một cái chuỗi, cái chuỗi đó là đại diện cho cái đối tượng thuộc lớp đó. Giả sử sau này các bạn xuất nguyên cái đối tượng của cái lớp đó ra, các bạn không chấm phương thức nào hết, thì lúc đó tự động nó sẽ vô toString, nó lấy cái chuỗi đại diện nó ra, nó hiển thị cho người dùng đó. Thì sau này các bạn học phát triển ứng dụng web hay là ứng dụng mobile sau này đó, là override toString này dùng rất là thường xuyên nha. Do đó là phải biết cách dùng nó. Thì bây giờ mình sẽ làm cái bài này, và trong đó mình sẽ làm các chức năng như thế này để quản lý danh sách các hình. Thì cái cách quản lý danh sách thì như thầy nói với các bạn rồi, thì các bạn tạo ra một cái lớp quản lý chung để các bạn làm nha. Thì ở đây thầy sẽ cài đặt cho các bạn có cái này, và trong đây thầy chỉ cài đặt cho các bạn hai phần thôi. Cái phần hình nè, cái phần chữ nhật và cái phần tam giác thôi. Cái phần clip thì tương tự, mấy cái này thật ra trong cái bài số 1 các bạn cũng từng làm rồi. Do đó là các bạn nhìn thầy làm nhanh sau khi mình học hết tất cả và mình kết hợp nó lại nha. Thì bây giờ thầy xuất phát từ cái lớp hình này cài trước. Rồi bây giờ mình có một cái demo ha. Để tạo một cái gói này. Rồi. Finish. Rồi đầu tiên nè, theo cái cấu trúc của hình á, thì các bạn thiết kế thì các bạn sẽ vẽ đi từ trên mình đi xuống. Mình làm cái lớp này trước. Như vậy là cái lớp này người ta nói là có cái thông tin của tên hình, rồi có một phương thức khởi tạo để truyền cái tên hình vô, và hai cái phương thức trừu tượng nha. Rồi thì các bạn sẽ làm như này, mình tạo ra cái lớp hình trước, class nè. Rồi mình tạo ra lớp hình. Rồi trong đây các bạn có tên hình thì các bạn cứ khai báo cho thầy private string tên trước đi ha. Rồi ở trong đây không có nói gì thì các bạn cứ tạo cho thầy cái tên setter cái đã. Rồi cái này thì quá quen thuộc rồi. Rồi người ta yêu cầu mình có một phương thức khởi tạo. À như vậy là mình tạo ra phương thức khởi tạo và mình truyền cái tên vô. Thì đây là cái phương thức khởi tạo này. Thấy chưa? Tức là tạo một cái đối tượng và truyền cái tên vô nha. Rồi người ta yêu cầu mình là có hai phương thức trừu tượng là diện tích và chu vi. À như vậy là các bạn làm như sau. Các bạn khai báo nè. Public. Diện tích thì các bạn theo đúng cái thiết kế của người ta. Thì thiết kế người ta là public trả ra kiểu double nè các bạn nha, và tên là tính diện tích. À như vậy là thầy khai báo như thế này, public double tính diện tích. Rồi để cho nó thành trừu tượng thì các bạn gắn cái abstract vô đây. Thấy chưa? Và khi các bạn khai báo cái abstract này xong á các bạn, thì các bạn thấy lập tức ở trên lớp của mình nó báo lỗi ngay. Thì nguyên do trên lớp mình báo lỗi là gì các bạn? Bữa lý thuyết mình nói là gì? Trong một lớp khi nó có ít nhất một phương thức trừu tượng như thế này thì lớp đó bắt buộc phải là lớp gì các bạn? Lớp trừu tượng. Như vậy là cái trình dịch nó phát hiện rằng mình khai báo cái phương thức trừu tượng ở đây, nhưng mà lớp này là lớp bình thường là không đúng. Lớp này phải khai báo là lớp gì? Lớp trừu tượng như thế này. Đó là cái lý thuyết của mình. Thấy chưa? Tương tự như vậy các bạn khai báo một cái phương thức tính chu vi. Abstract double tính chu vi. Rồi như vậy là đây là hai phương thức trừu tượng. Nhớ là phương thức trừu tượng là nó không có phần thân nha các bạn, mình chỉ khai báo như vậy thôi. Rồi đó là hai phương thức trừu tượng trong đây. Thì bây giờ mình quay lại mình coi coi nó yêu cầu mình gì nữa. Nó yêu cầu mình override toString và trả ra cho nó một cái chuỗi gồm thông tin như thế này.
Yeah. Như vậy là thầy override to string nè. Nhớ là to string là của object nha, của lớp object. Như vậy là các bạn gọi chữ to nè, mình cần control space cái thì nó sẽ ra nguyên cấu trúc của to string. Thì các bạn sẽ cho nó override. Như vậy là mình ghi đè lại cái to string này. Thì bắt đầu các bạn xóa đi cái của nó, xóa đi. Bây giờ mình tạo ra cái chuỗi của mình. Mình return lại cái chuỗi theo định dạng mà đề yêu cầu. Thì mình trả ra như sau nè. Return. Thầy sẽ dùng cái phương thức format của cái lớp string để thầy định dạng chuỗi. Như vậy là các bạn có string.format. Rồi, cái thứ nhất, các bạn có phần trăm s là mình truyền cái tên hình vô, đúng không? Là this.tên hình. Chấm tên. Rồi, cái thứ hai nữa là nó yêu cầu cái gì? Cái diện tích. Cái thứ hai là nó yêu cầu diện tích ha, thì thầy xuống dòng cái xoẹt n. Diện tích phần trăm f. Như vậy là thầy lấy hai số thập phân chấm 2f thì thầy truyền vô nè. Như vậy là diện tích đó các bạn, là thầy sẽ dùng cái phương thức này thầy gọi nè. Cái phương thức này tuy là trừu tượng nhưng các bạn vẫn được gọi sử dụng. Thì khi mà các bạn cài cái lớp con á thì tự động cái này nó sẽ gọi từ cái phương thức ghi đè ở lớp con các bạn. Mình học cơ chế ghi đè rồi, đúng không? Lát các bạn hình nêu hình chữ nhật thì nó sẽ gọi phương thức tính diện tích ở dưới hình chữ nhật. Còn ở đây là nó khai báo để cho mình gọi được thôi. Nếu mà các bạn nhớ về design pattern bữa thầy nói á, thì thật ra chỗ này mình đang triển khai cái mẫu này gọi là template method này các bạn. Trong trường hợp này toString của mình là chính là cái template. Nó tức là nó quy định một cái mẫu chung để nó xuất ra của một cái hình. Thì còn cái cụ thể của từng cái này con nó sẽ giải quyết nha. Thì bây giờ mình truyền vô đầy đủ thông tin ở đây tính gì tính. Xoẹt n uv phần trăm chấm 2f xoẹt n. Như vậy là các bạn có một cái phương thức là this chấm tính chu vi. Rồi, như vậy là xong cái yêu cầu của đề bài đó các bạn. Đây là cái chuỗi định dạng của nó nè, đúng không? Dòng đầu tiên là tên, dòng thứ hai là diện tích, dòng thứ ba là chu vi. Được chưa? Rồi, thì đây là xong cái lớp trừu tượng rồi. Thì các bạn thấy để ý nè, cái lớp trừu tượng icon của nó là một cái hình mờ mờ như thế này nha, nó không phải là icon bởi vì nó không tạo đối tượng được mà. Được chưa? Rồi, thì bây giờ mình mới định nghĩa các lớp con. Thì bây giờ thầy lấy cái khung bên đây thầy làm trước. Trong hình chữ nhật này nè, nó sẽ kế thừa lại lớp trừu tượng. Trong đó nó có hai thuộc tính của riêng nó là chiều rộng và chiều dài. Và nó có cái phương thức khởi tạo. Rồi sau đó nó ghi đè lại diện tích chu vi. À thì các bạn coi thầy hiện thực như thế này. Nếu mà lập trình thì mình làm rất là thoải mái như sao, rất là nhanh. Bởi vì cái idea nó hỗ trợ rồi, sẵn hết rồi. Đây hình chữ nhật. Rồi bắt đầu mình kế thừa lớp trừu tượng. Thì mình sẽ làm gì? Mình extend cái hình. Đó. Như vậy là khi extend lập tức các bạn thấy cái hình chữ nhật nó có lỗi ngay. Chỗ này nó có hai lỗi các bạn. Hai lỗi là lỗi gì các bạn? Các bạn có thể đoán ra được. Lỗi thứ nhất là phương thức khởi tạo. Bởi vì trong cái lớp hình nó có phương thức khởi tạo không tham số không các bạn? Không có. Trong lớp hình nó chỉ có một phương thức khởi tạo có một tham số thôi. Do đó là cái trình dịch nó phát hiện là không có cái chỗ nào con nó gọi được hết trơn của phương thức khởi tạo cha ngầm định hết. Do đó là lỗi số 1. Lỗi số 2 là thằng này nó chưa ghi đè hết các cái phương thức trừu tượng của hình các bạn. Do đó là nếu mà khai báo ở đây á, thì phải implement hết các phương thức đó. À, như vậy là những cái điểm này các bạn phải nhớ để sau này mình thi lý thuyết. Để người ta hỏi để như vậy thì có mấy lỗi thì các bạn phải biết nó có hai lỗi như vậy. Còn trong lập trình thì dễ rồi, các bạn cứ bấm như này. À, nó sẽ gợi ý cho mình. Thứ nhất nó kêu mình implement on abstract methods, các bạn bấm vô đây cái. Đó, nó sẽ lấy hai phương thức trừu tượng nó override sẵn cho mình hết. Mình chỉ việc các bạn bỏ cái dòng này của nó đi nha, cái dòng này là dòng ném ngoại lệ thì mình sẽ hiện thực bằng cái của mình. Thầy tạm để là không. Ở đây các bạn, thầy tạm để là không. Đó, thầy tạm để như này. Rồi nó còn cái lỗi số 2. Cái lỗi số 2 là lỗi gì? Là cái lỗi về phương thức khởi tạo này thầy nói đó. Thì các bạn phải tạo ra một phương thức khởi tạo và truyền lên gọi phương thức khởi tạo của cha một cách tường minh như thế này. À thì lúc đó nó thấy trong phương thức khởi tạo của con có gọi tường minh của cha rồi thì nó sẽ không còn ngầm định nữa. Và nó sẽ không có vấn đề nữa. Được chưa? À, như vậy là mình giải quyết xong. Bây giờ mình khai báo thêm hai cái thuộc tính riêng của hình chữ nhật này. Đó là chiều dài và chiều rộng. Double. Chiều dài. Chiều rộng. Thầy viết trên một dòng luôn ha. Bình thường thì thầy viết mỗi thuộc tính trên một dòng riêng để cho các bạn dễ theo dõi, nhưng mà các bạn có thể khai báo như thế này giống như mình học trong các môn lập trình trước bạn. Rồi bây giờ các bạn refactor cái tên setter cái này. Rồi dưới này ha,
Rồi bây giờ trong phương thức cải tạo này nè, ngoài cái việc truyền tên hình để cung cấp cho thằng cha, thì các bạn mới truyền cho thầy cái chiều dài và chiều rộng để mà quăng cho hai thuộc tính của nó. Double dài, double rộng, và các bạn gán vô nè, this chấm chiều dài bằng dài, this chấm chiều rộng bằng rộng. Đó, như vậy là xong cái lớp hình chữ nhật rồi. Được chưa? Rồi bây giờ mình tới cái lớp hình vuông. Thì hình vuông ngày bữa các bạn làm rồi, các bạn chỉ việc ghi đè lại thôi. Bây giờ như vậy là hình vuông chỉ vậy thôi các bạn. Hình vuông các bạn chỉ việc làm như thế này. Đây, mình tạo ra một lớp hình vuông nha. Hình vuông nó kế thừa hình chữ nhật đúng không? Hình vuông. Rồi, cái này nó extend hình chữ nhật nè. Hình chữ nhật. Và ở đây các bạn chỉ việc là ghi đè phương thức khởi tạo thôi. Các bạn tạo phương thức khởi tạo này. Ở đây như vậy là hình vuông mình chỉ cần cung cấp chiều dài cạnh thôi các bạn, đúng không? Như vậy là tham số ở đây chỉ cần một thôi. Và ở đây các bạn không cần khai báo thuộc tính nữa, cứ dùng lại cái chiều dài chiều rộng của nó thôi. Thì ở đây các bạn truyền cái này là gì lên cho cha của nó, là cạnh và cạnh thôi, là xong. Đó, như vậy là mình xong lớp hình vuông rồi. Diện tích chu vi mình không cần định nghĩa lại, mình dùng công thức diện tích chu vi của hình vuông luôn. Bởi vì nó hình vuông là một dạng đặc biệt của hình chữ nhật thôi mà, đúng không? Do đó là ở đây mình chỉ việc khai báo một phương thức khởi tạo và truyền đúng thông tin của hình vuông lên và giao lại cho hình chữ nhật nó là lớp cha của nó. À, như vậy là với cái cấu trúc này là mình đã cài xong được cái phần bên trái như này rồi. Được chưa? Rồi bây giờ tương tự như vậy thầy làm nhanh cho các bạn coi phần bên phải. Phần này cũng tương tự, trước này các bạn cũng từng làm rồi. Do đó là thầy sẽ làm nhanh qua nha. Thì các bạn coi như thế này. Mình có một cái tam giác. Tam giác. À, nó có là extend cũng hình luôn. Thì tương tự khi mà các bạn extend nó sẽ báo lỗi như vậy. Thì các bạn cũng làm bài implement on abstract method cái đã. Đó là hàng cha nha. Bây giờ tạm thời để đây là không. À quên, hồi nãy mình chưa implement cái này ha. Cái này là disk chấm chiều dài nhân chiều rộng. Còn cái này chu vi là dài cộng rộng nhân 2 các bạn. Đây. Chiều dài cộng chiều rộng. Rồi, như vậy là đây là cái cách thực thi của lớp con này. Cha thì nó đâu có biết cái cách thực thi như thế nào, nhưng mà con là hình chữ nhật thì nó có công thức rồi, rõ ràng rồi, bắt đầu nó thực thi thôi. À, tương tự tới tam giác nè. Thì tam giác thì tạm thời thầy cũng retain không nha. Các bạn nhớ xóa cái dòng đó nha, nếu không nó chạy tới đó là nó ném mọi lệ, là chương trình nó ngắt ngang luôn đó. Retain không. Rồi, sau đó tới cái phương thức cải tạo. À, cũng cung cấp một cái quăng lên cho cha. Được chưa? Rồi, tam giác thì ở đây người ta yêu cầu cung cấp ba cái cạnh ABC. Thì thầy có prefix in double A, B, C. Rồi, thầy cũng tạo getter setter đã. Select on ha. Rồi, getter setter dưới này. Như vậy tương tự chỗ này thầy cũng truyền ABC vô cho hai các thuộc tính riêng của con. Như vậy là các bạn có double A, A1, double B1, C1. Rồi truyền vô this.a bằng A, A1, this.b bằng B1, .c bằng C1. Cái việc mà kiểm tra A1, B1, C1 có phải là tam giác hay không thì các bạn tự làm nha. Thầy chỉ demo vậy thôi. Thì cái bữa kiểm tra, bữa thì đã hướng dẫn các bạn trước rồi. Thì tổng của hai cạnh phải lớn hơn cạnh còn lại, các bạn tự kiểm tra cái đó. Thì giờ thầy gán vô thầy demo. Rồi chu vi à, thì chu vi thì các bạn đơn giản là lấy ba cạnh cộng nhau thôi, chọn this.b, this.c. Còn diện tích thì mình dùng hai rong các bạn. Các bạn có nửa chu vi nè bằng là this.chu vi chia 2. Rồi mình dùng hai rong như sau: mass.sqrt của B nhân cho B trừ this.a nhân cho B trừ this.b nhân cho B trừ this.c. Rồi, như vậy là xong. Được không? Thì bây giờ mình tới cái lớp tam giác cân này. Như vậy là xong cái tam giác của mình rồi. Đó, mình override như thế này. Thì bây giờ mình tới tam giác cân. Tam giác cân á, thì lúc này mình cần cái gì các bạn? Mình cần cái thông tin nè.
thông tin cũng tên phải truyền lên cho cha của nó, và mình chỉ cần độ dài của hai cạnh bằng nhau thôi, và cái cạnh thứ ba là được. À, như vậy là tương tự như hôm bữa, thì các bạn coi đây, mình extend lại tạm nhé. Rồi các bạn cũng ghi đè này, à, các bạn cũng làm phương thức khởi tạo chứ. Đây, trong đó hai thằng này là nó giống nhau rồi các bạn, thầy gom lại AB1, thầy lấy thầy quy định là đây là tham số chiều dài của hai cạnh bằng nhau cho tam giác cân, thì thầy để đây là AB1 và thầy truyền vô cho thằng cha này AB1 là xong, thầy không cần làm gì nữa hết. Thấy chưa? Tức là thầy truyền lên thôi, còn mọi bước diện tích chu vi thì cũng tương tự, bởi vì cân là một trường hợp đặc biệt của tam giác thôi nha. Tương tự như vậy thầy lại có cái tam giác đều, tam giác đều, tam giác đều thì thầy lại extend tam giác cân, mà trong đó lúc này ba cạnh nó bằng nhau luôn. Rồi các bạn khai báo xong thì tương tự nó cũng báo lỗi thôi, thì lỗi này cũng là phương thức khởi tạo nha. Như vậy là mình mới tạo phương thức khởi tạo gọi tường minh. Thì lúc này tới cái giai đoạn này là ba cạnh này nó bằng nhau luôn rồi, thì thầy chỉ còn có một tham số thôi, ABC1, thầy truyền vô cho cần cha ABC1 là xong, thầy không cần làm gì nữa. Thấy chưa? À, như vậy là với cái cách này là thầy cài xong cái cấu trúc của cái đề bài này rồi. Thấy chưa? Thì bây giờ thầy tạo ra một cái lớp quản lý hình để thầy giải quyết mấy cái câu của đề yêu cầu này. À, như vậy là nhớ là trong cái bài thi thực hành của mình cũng na ná những dạng như thế này. Thấy chưa? Thì bây giờ thầy nào tạo một cái lớp quản lý hình. Class quản lý hình. Rồi, bây giờ thầy có một danh sách các hình nha các bạn. Và thầy sẽ làm lần lượt các phương thức cho các bạn tham khảo. Và ở đây thầy để sẵn một cái lớp demo ở đây luôn, cái lớp tester đi. Trong đây nó có phương thức main của mình. Rồi, lát thầy test trong đây. Bây giờ thầy sẽ demo ở đây. Có một cái lớp quản lý hình. Các bạn khai báo cho thầy một cái danh sách hình, dùng cái kiểu list luôn nha các bạn, là này là cái cha của cái array list và link list á. Rồi sau đó các bạn thực tế các bạn chạy, các bạn muốn nêu array list hay link list đều được. Đó là cái quy tắc số 5 trong solid bữa thầy nói đó nha, muốn phụ thuộc cái gì thì phụ thuộc cha cao nhất. Như vậy là các bạn có một cái list hình này đó, nhớ là cũng phụ thuộc vào hình nha, chứ các bạn không được khai báo list hình chữ nhật, list hình vuông gì hết, list tam giác cân. Bởi vì các bạn làm như vậy thì các bạn lại vi phạm cái tiêu chuẩn số 2 là cái open for gì các bạn, for extension, tức là mình phải mở ra cho mở rộng. Mà nếu mà các bạn khai báo list từng thằng con á, sau này rất khó mở rộng nha. Và phải close for modification, tức là mở rộng nhưng mà phải hạn chế chỉnh sửa chương trình. Do đó một trong những cái quy định mà thầy đã nói với các bạn khi phụ thuộc vào cái cấu trúc này, à, ví dụ như trong trường hợp này thì mình chỉ phụ thuộc vào này thôi, mình không cho nó phụ thuộc bất kỳ con cụ thể nào hết, chỉ phụ thuộc vào thằng cha cao nhất trên đây thôi, và cụ thể đó chính là lớp trừu tượng hoặc là interface đó. Như vậy ở đây là thầy cho nó list hình rồi các bạn, thì sau này dù cho nó có thêm vô cái chương trình này 1000 cái loại hình khác nhau thì cái lớp quản lý hình của thầy nó vẫn hoạt động bình thường mà không hề có sự thay đổi nào hết nha. Thì bây giờ thầy có cái danh sách như sao, bây giờ thầy nêu ở đây luôn nha các bạn, thầy nêu một cái array list luôn đi, array list. Rồi thì các bạn có thể cho cái getter setter gì đó là tùy, ở đây các bạn có thể tạo ra cũng được. Thật ra cái này các bạn khai báo final luôn cũng được, bởi vì cái tham chiếu của nó trong quá trình chạy mình không hề thay đổi, mình chỉ thêm phần tử cho thôi. Thầy để nguyên như vậy luôn cho nó giống những cái gì các bạn làm mấy lâu nay. Rồi bây giờ các bạn mới coi nè, thầy làm từng phương thức trong cái đề bài này. Phương thức số 1 là thêm hình vào danh sách. Thì cái này á, thầy không có yêu cầu nhập. Chừng nào mà thầy có yêu cầu nhập thì thầy sẽ nói là nhập hình và thêm nó vào danh sách. Thì ở đây thầy chỉ muốn các bạn tạo cho thầy một cái phương thức bỏ cái đối tượng vô là được nha. Như vậy là các bạn chỉ việc làm cho thầy như thế này. Các bạn có public thêm hình, và các bạn truyền cái đối tượng hình mà các bạn cần thêm. Cái này hiển nhiên là void rồi các bạn, bởi vì nó đâu có trả gì đâu. Truyền vào cái hình các bạn cần thêm. Và các bạn thấy nè, cái chỗ này lúc này các bạn muốn truyền hình tam giác, hình chữ nhật vô đây nó đều được các bạn, đúng không? Bởi vì mình là lớp cha cao nhất mà. Bữa các bạn học rồi, cha nó được tham chiếu tới bất kỳ một con nào. Do đó các bạn với cách này thì cái phương thức thêm hình này sau này dù cho có bao nhiêu cái hình con khác thì cái chỗ này nó cũng không thay đổi. Như vậy là chỗ này các bạn chỉ việc gọi cho thầy một lệnh duy nhất là gì thôi, bỏ vô danh sách cho thầy là được, SH vô là xong, xong cái thêm hình. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình xóa hình nè. Xóa hình thì tạm thời xóa thì thầy để như vậy thôi nha.
public void xóa hình. Các bạn có hình cần xóa. Và nhớ cái hình này phải là một cái đối tượng nó tham chiếu cùng với một cái đối tượng nào đó trong danh sách nha, chứ không phải một đối tượng hình bất kỳ có tên giống mà các bạn bỏ vô nó xóa được đâu. Thì đó là nhớ kỹ cái đó. Bữa thầy có demo cái việc mà xóa hình này một lần rồi đó nhé. Thì bây giờ tạm thời trong đây các bạn chỉ việc gọi cho thầy cái phương thức remove thôi. Rồi, mình xóa hình. Rồi, tiếp theo là ở đây. À, các bạn hiển thị ha, hiển thị các hình. Thì như vậy là thầy gọi phương thức hiển thị hình các bạn. Hồi nãy mình có toString hết rồi, mình khỏe rồi. À, hiển thị hình thì các bạn viết cho thầy public void hiển thị. Và các bạn chỉ việc như vậy nè, duyệt qua các phần tử. À, như vậy là thầy có list.danh sách for x hình. Thầy duyệt bằng lambda, thầy gọi phương thức system print in cái hình ra. Đây, như vậy. Cái chỗ này hoàn toàn chạy được các bạn, bởi vì là hình mình đã override toString rồi, do đó lúc này nó sẽ lấy kết quả từ chuỗi toString nó hiện ra cho từng cái hình của mình đây. À, đây là cái phương thức lập bằng lambda của mình đây nè các bạn. À, chỗ này nó sẽ là lấy toString nó hiển thị cho đối tượng. Thì bây giờ mình chạy thử cái hiển thị trước đi rồi mình tính mấy cái khác. Bây giờ ở đây thầy có cái lớp demo ha, quản lý hình, demo tester của mình đây. Bây giờ thầy tạo ra hình này. Hắc bò. Thầy nêu một cái hình chữ nhật. Đây, tra cho tới con này nha các bạn. Tên hình này ví dụ hình chữ nhật 1. Chiều dài 45, chiều rộng 30. Rồi mình có hình thứ hai, hình vuông. Nêu hình vuông. Này ví dụ hình vuông 1. 37 kích thước cái cạnh hình vuông. Rồi bây giờ mình tạo tam giác. Hình số 3, H3. Nêu một cái tam giác. Ví dụ đây là tam giác 1. Ba cạnh của nó lần lượt là 30, 36, 37, 38 đi. Rồi, bây giờ tạo thêm cái tam giác đều nữa đi. Hình H4 bằng nêu tam giác đều. Tên cái này là tam giác đều 1. À, cạnh của nó ví dụ như là 55. Rồi, như vậy là thầy có 4 cái hình con. Và bây giờ thầy sẽ tạo ra một cái danh sách quản lý hình. Quản lý bằng nêu quản lý hình. Rồi thầy thêm các hình vô. Gọi phương thức của mình đây. H1 thêm H2 thêm H3 thêm H4. Rồi sau đó quản lý thầy gọi hiển thị các bạn. Ở phương thức hiển thị của mình đã có rồi, đúng không? Như vậy là nó sẽ duyệt qua từng cái hình này và nó in ra. Thì khi đó các bạn thấy là trong cái hình vuông và hình chữ nhật nó đâu có khai báo toString đâu các bạn. Thì lúc đó nó sẽ lên lấy toString của thằng hình này nó hiển thị ra nha. Cái này là đại diện chung cho tất cả các hình luôn mà. Rồi thì bây giờ các bạn chạy nè. Rồi đây thì các bạn có thông tin hình của mình nè, hình chữ nhật 1 nè, đúng cái cấu trúc trong bài yêu cầu luôn, là tên hình nè, diện tích và chu vi nè. Đây diện tích của hình chữ nhật, diện tích hình vuông, tam giác và tam giác đẹp. Yeah. Rồi đó là xong cái câu hiển thị nha. Thì cái này mình làm cũng nhiều lần tương tự như vậy rồi, nhưng mà bây giờ cắn thêm cái trừu tượng nữa thôi. Thì bây giờ các bạn mới coi cái tiếp theo nè. À, bây giờ thầy nói là lấy danh sách. À, lấy này lát làm sao đi, làm cái sắp xếp đi. Sắp xếp này các bạn đã quen rồi nè. À, như vậy là thầy kêu là sắp xếp tăng dần theo diện tích và một hàm sắp xếp giảm dần theo chu vi. Thì này mình làm quá nhiều rồi, thấy chưa? Thì bây giờ thầy sẽ làm cái này thôi. Cái phần diện tích thì bữa các bạn làm rồi, thì cái này tương tự từ cái chu vi các bạn làm diện tích. Thì bây giờ thầy làm một cái phương thức sắp xếp giảm theo chu vi nha. Và chỗ này mình biết ở đâu các bạn? Biết ở đây. Public void sắp xếp giảm theo chu vi. Rồi, cũng là this danh sách gọi phương thức sort. Rồi, như vậy là các tham số ở đây là các bạn làm một cái interface. Như thầy nói rồi, các bạn phải tạo ra một cái lớp con để các bạn implement, chỉ định cho nó cách thức so sánh hai cái hình theo yêu cầu. Thì trong trường hợp này, cái cách thức so sánh là dựa trên chu vi để so sánh. À, như vậy là mình triển khai lambda. Mình có hai cái đối tượng hình H1, H2.
Đó tới. Rồi trong đây nó trả là số nguyên nha. Bữa thầy đã giải thích với các bạn rồi, số dương, số âm hoặc là không, tạm để như vậy. Thì bây giờ thầy lấy hai cái chu vi ra nè. Double chu vi 1 bằng là H1 chấm ghép chu vi. À, tính chu vi nha. Double chu vi 2 bằng H2 chấm tính chu vi. Rồi bây giờ các bạn phải trả ra một số dương. Thì bây giờ bữa thầy hướng dẫn các bạn cách trả rồi. Các bạn phải trả ra số dương thì H1 nó lớn hơn H2, số âm H1 nhỏ hơn H2, số 0 thì nó bằng nhau. Thì bây giờ thầy trả ra một cái dạng như này, H1 mà lớn hơn H2. Đó, thầy trả ra số là 1. Còn ngược lại, H1 nhỏ hơn H2 thì trả ra số là -1. Còn lại là 0. Các bạn có thể if else cũng được, nhưng mà ở đây thầy viết như vậy ha. Nếu H1 nhỏ hơn H2, đây là 1 ha, mình trả ra double 1 lớn hơn 2 nếu H1. Ủa, cái này nó bị gì đây? H1 lớn hơn H2, chu vi chứ, chu vi 1, chu vi 2. Đây là chu vi 1, chu vi 2. Khỏi này. Rồi. Rồi bây giờ mình chạy thử coi nó có sắp xếp. Cái này là sắp xếp tăng hay giảm các bạn. Bữa thầy nói rồi, nếu mà để như vậy là theo chiều tăng. Thì các bạn muốn giảm đó, các bạn chỉ việc đảo chiều lại thôi. Đó, đảo chiều lại. Đó thì lúc này nó giảm theo chu vi nè. Thì bây giờ các bạn thử chạy cái giảm trước. Cái này quen thuộc quá rồi, đúng không? Và chắc chắn thi cử thì mình sẽ có cái phần sắp xếp này đó nha. Các bạn để ý kỹ nha. Rồi bây giờ mình sẽ có một cái kết quả ha. Mình in ra một câu sắp xếp giảm theo chu vi. Thì các bạn coi như thế này. Quản lý sắp xếp giảm, quản lý chấm hiển thị. Dạ. Rồi thì bây giờ các bạn chạy cái này nè. À, các bạn chuột phải lên các bạn run. Thì các bạn coi đây nha. Thì đây là cái kết quả gốc của nó này. Kết quả H1 vuông 1. Bây giờ sau khi giảm theo chu vi các bạn coi nè. Tam giác màu đều 1 nó lên, chu vi là 165. Tới hình chữ nhật 1 chu vi là 150. Rồi hình vuông 1 là 48 và cuối cùng tam giác là 111. Tức là cái chữ chu vi của nó giảm dần rồi. Dạ, yeah, đó là cái câu về giảm dần ha. Rồi bây giờ thầy làm một cái câu cuối về lấy danh sách theo loại. Theo loại thì bây giờ các bạn coi như thế này. Bữa như vậy là mục tiêu của cái đó là thầy muốn các bạn minh họa được cái thằng instant up, các bạn sử dụng được cái thằng instant up. Thì các bạn coi cái cách viết của mình như sau. Có bạn nào đang cần accept à? Rồi, thầy sẽ đây lấy theo loại như thế này các bạn. Bây giờ thầy minh họa trước nha. Public void lấy hình theo loại. Bây giờ giả sử nè, thầy muốn lấy trong danh sách các hình này nè, bởi vì mình đang dùng cái lớp chung mà, thầy muốn lọc ra trong đây hình chữ nhật thôi. Nếu mà trong đề bài yêu cầu như vậy thì các bạn chỉ cần viết như vậy là xong nè. À, các bạn có cho thầy một cái danh sách, một cái list kết quả, list hình kết quả KQ. Các bạn nêu một cái array list. Rồi các bạn làm gì đó, cuối cùng các bạn return về KQ. Dạ. Thì trong đây các bạn mới duyệt qua các hình for hình h nó nằm trong danh sách các hình. Rồi mình dùng cái instant up. À, như vậy là h if h instant up của hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì lúc đó thầy làm gì các bạn? Thầy sẽ ép nó vô cái biến kết quả là xong, đúng không? Như vậy là kết thúc cái hàm này thì các bạn sẽ có, à, cái này mình trả ra danh sách hình ha, các bạn sẽ có danh sách các hình theo loại là hình chữ nhật. Tức là đây là cũng là một dạng tìm kiếm các bạn, nhưng mà bây giờ mình tìm kiếm theo cái loại thôi, được chưa? Tức là mình duyệt ở trong đây mình xác định cái hình chữ nhật ra. Như vậy là giả sử trong đề bài người ta muốn lấy theo một loại chỉ định là người ta truyền cái loại vô đây nè, thì các bạn có thể dùng cái chuỗi
truyền vô để các bạn xuất cây, người ta muốn lấy theo hình chữ nhật, hình vuông, hình gì đó, thì các bạn hoàn toàn có thể dùng cái cách là instant up này để các bạn lấy ra theo cái đề bài. À, nhưng mà bữa trên lớp thì thầy có demo cho các bạn một cách thức nó linh hoạt hơn. Ví dụ như sau này dù cho người ta có thêm bao nhiêu loại hình chữ nhật vô đi nữa thì cái hàm này mình cũng sẽ ít thay đổi nhất có thể. Như vậy là nếu vô thi người ta kêu tìm theo loại mà các bạn biết như vậy thì các bạn thầy vẫn cho các bạn tròn điểm nha. Thì một cái cách tiếp theo là thầy sẽ demo cho các bạn để cho nó linh hoạt, nó flexible hơn trong cái việc mà sau này người ta muốn lấy một cái loại bất kỳ nha. Thì các bạn làm như sao thì nó cũng là như vậy các bạn, nhưng mà bây giờ thầy truyền cái chuỗi là thầy nói là cái path, cái type path tức là cái loại hình á, loại hình cái đường dẫn của nó các bạn. Để thầy ghi này, đường dẫn luôn cho các bạn thấy đây, tức là thầy muốn dẫn vô cái vị trí chứa cái lớp của nó ở trong cái support của mình này, rồi mình sẽ bạc nó về cái lớp mà mình lấy ra. À, như vậy là bữa mình đã làm rồi một lần rồi, thì thầy các bạn coi thầy bạc như sao. Ví dụ như một lát nữa thầy muốn lấy cái hình vuông thì thầy chỉ dẫn cái đường dẫn của nó vô là gì các bạn, cơm.dht dh.demo rồi chấm hình vuông, thì mình sẽ bạc nguyên cái chuỗi ra thành cái lớp đối tượng hình vuông bằng cái phương thức gì. À, phương thức này đây, class c bằng class.for qua nè, truyền cái đường dẫn vô. Được chưa? Bữa thầy hướng dẫn các bạn này rồi. À, thì khi mà các bạn làm xong cái lệnh này á, nó sẽ báo lỗi ngay, là bởi hôm bữa các bạn học cái Java các bạn biết rồi, đối với những cái ngoại lệ mà nó nghi ngờ có vấn đề, tức là những cái incheck cái uncheck exception á, những cái ngoại lệ mà nó không kiểm soát được á, nó bắt mình phải xử lý, thì lúc này nó nghi ngờ cái đường dẫn này có khả năng các bạn chỉ định sai, thì nó yêu các bạn phải ném ngoài, khai báo cái ngoại lệ hoặc là bắt cái ngoại lệ để khi mà trong cái quá trình mà khi nó chạy nếu có vấn đề thì nó bắt nó xử lý được. Thì bây giờ tạm thời chỗ này nè, các bạn chỉ việc khai báo cho thầy cái ngoại lệ trên đây thôi. Đây, class not found exception. Được chưa? Bởi vì nó nghi ngờ là trong khả năng nó chạy, khi nó chạy có thể là cái đường dẫn này nó không tồn tại, hoặc là các bạn chỉ định sai, thì nó bắt mình phải xử lý. Thì bây giờ mình khai báo để lát nữa mình ra cái bên ngoài mình xử lý. Rồi, thì sau khi có cái này rồi đó, thì cái chỗ này các bạn chỉ cần thay cái lệnh này nè. Thay vì là cụ thể hình chữ nhật đúng không? Thì các bạn chỉ việc là C gọi phương thức E instant của H. Tức là mình làm gì các bạn? Mình kiểm tra coi cái H này nó có phải là instant của cái lớp này hay không, để mình tổng quát hóa lên từ từ. Được chưa? Như vậy là với phương thức này thì sau này các bạn có thêm bao nhiêu loại thì các bạn chỉ cần truyền đường dẫn của cái loại nó vô đúng trong đây là nó chạy. Nha. Thì bây giờ mình sẽ ra ngoài mình chạy thử nè. À, trong quá trình mà các bạn lập trình đó, thì các bạn chú ý là nó sẽ xuất hiện những cái dấu vàng vàng này, thì các bạn cứ bấm vô, trên lớp thầy nói rồi, nó sẽ chuyển thành cái cú pháp của cái functional cho mình, và các bạn thấy cái cú pháp này nó gọn hơn rất là nhiều. Thì các bạn trong cái môn này thì thầy cho phép các bạn sử dụng những cú pháp này cho quen dần nha, hoặc là các bạn sử dụng truyền thống như vậy thì cũng ok, nhưng mà nên tập cái tính tò mò một chút để mình biết thêm được những cái cú pháp nó hay hơn và nó hiện đại hơn sau này. Ở đây là cái cú pháp người ta viết sau này bằng các cái lambda. À, kết hợp cái này là cũng functional trong stream programming của thầy nói đó nha. Rồi bây giờ thầy để nguyên như vậy. Rồi thầy chạy thử cái này cho các bạn coi. Bây giờ giả sử thầy lấy danh sách hình chữ nhật đi. Thầy lấy danh sách hình chữ nhật. Lấy hình chữ nhật rồi ha. Rồi. Bây giờ thầy chỉ việc làm gì? Quản lý chấm lấy hình. Rồi thầy truyền cái đường dẫn của hình chữ nhật vô các bạn. Cái đường dẫn của nó đây nè. Như vậy là cái thầy dẫn vô từ cái chỗ sụt, thầy đi vô. Như vậy là cơm.dh.demo.hình-chữ-nhật. Đó, thầy dẫn nó tới cái tên lớp ở trong đây nè. Thấy chưa? Thì lúc này các bạn phải try cắt ở đây nha các bạn. Đây, ở đây các bạn phải try nè. Mở móc ra. Bởi vì ở trong mình có ném ngoại lệ từ phương thức này mà. Rồi các bạn mới catch. Ở trong ném cái gì đó thì ở ra ngoài bắt cái đó. Này, catch class not found nè. Các bạn bắt ở đây. X gì đó ha, các bạn có thể in ra. Các bạn có thể dùng cái lệnh này bring struct tree. Thì cái lệnh này nè các bạn, nó sẽ in ra cái vết, tức là cái tray đó các bạn, người ta gọi là cái vết. Nó chạy nó bị lỗi để mình dễ dàng mình biết cái lỗi nó nằm ở đâu. Thì cái này các bạn có thể dùng cái lệnh này để các bạn in ra trong console, để lỡ nó có bị lỗi gì đó các bạn có thể biết nó nằm ở dòng nào. Được chưa? Hoặc là các bạn in ra cái thằng get message cũng được. Đó này nè. Get message.
để biết được nó đang bị lỗi gì nha. Rồi thì ở đây sau khi cái này mình chạy rồi, mình có cái danh sách rồi các bạn, thầy sẽ nối đuôi này vô thầy xuất luôn, bởi vì mình cả ra danh sách mà, thầy có x luôn nè, cái h thầy gọi system in ra cái kết quả luôn, in ra h luôn. Cái này nó cũng sẽ gọi toString nha. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ chạy như thế này, mình run này lên ha. À, một cái nữa đi, mình lấy cái hình tam giác đều đi. Hình tam giác đều, đây là tam giác đều nha. Đây là lấy tam giác đều. Rồi, bây giờ các bạn chạy cái này lên. Run file. Đây các bạn, như vậy là ở đây tam giác đều nó lấy được một cái nè. Còn tam hình chữ nhật đó các bạn là nó lấy được hai cái. Tại sao nó lấy được hai cái các bạn? Bởi vì cái hình vuông nó cũng là một hình chữ nhật thôi. Do đó là nó lấy luôn, nó xem đây là hình chữ nhật các bạn. Được chưa? Do đó là trong trường hợp này khi mà lấy hình chữ nhật á, là nó lấy được cái hình chữ nhật 1 và hình vuông 1. Bởi vì đây cũng là dạng hình chữ nhật mà. Còn trong trường hợp nếu mà các bạn lấy hình vuông đó nha, tức là chỗ này nè. Giả sử các bạn đổi lại chỗ này đi. Các bạn lấy cái này là hình vuông. Đây, cái chỗ này không lấy hình chữ nhật mà các bạn lấy hình vuông. Thì lúc này nó có hiện ra hình chữ nhật 1 không các bạn? Không hiện ra, nó chỉ hiện ra một hình vuông thôi, như thế này nè. Đây, chỗ hình chữ nhật á, nó chỉ hiện ra cái hình vuông 1 thôi. Này để kể lại. Đây các bạn, nó chỉ hiện ra cái hình vuông 1 thôi. Còn hình chữ nhật thì là lớp cha rồi, hiển nhiên nó không phải là một cái loại hình vuông. Còn hồi nãy là mình lấy cái cha thì mấy thằng con nó hiện ra hết. Được chưa? Đó, để chỗ này là cách lấy loại. Thì sau này dù các bạn có thêm bao nhiêu cái loại hình đi nữa đó, thì các bạn chỉ việc sửa cái chỗ này, bỏ vô cái cách truyền của các bạn là xong. Cái hàm lấy theo loại hoàn toàn không thay đổi nha.